bà đỡ là tốt rồi ạ. Nhưng mà mấy hôm nay thời tiết trở dời nên bà nhớ chú ý bà nhá, không là cháu chỉ sợ là nhúc lại ấy. Bà cảm ơn nhá, cháu chu đáo quá. Bà ơi, xuống ăn đi bà. Ừ. Bà đang nói chuyện điện thoại với cái Phương. Dạ. Phương ơi, Huy nó lên gọi bà xuống ăn cơm đây này. Vâng ạ. Thế bà đi ăn đi bà nhá. Cháu chào bà. Cháu mời bà xuống ạ. Diệp đây hả cháu? Dạ. Để con đỡ bà xuống nhé. Chân bà đau ạ. Để cháu đỡ bà. Tìm gì đây? Em tìm bảng tên của anh bị rơi ấy mà. Ủa? Thế sao lúc sáng ông bảo cầm bảng tên của tôi đi sửa mà? Dạ. Sao? Thì vâng đúng là em mang bảng tên của anh đi sửa. Thế nhưng mà xong rồi sáng nay em làm học thốt bỏ ship lại cho em. Thế em xong em bê đồ ở đây loay hoay. Xong nó rơi ở đây. Vâng. Nghe cũng khớp nhỉ? Khớp mà anh. Có gì nói đi. Không ạ, không. Em nói. Thực ra là em có chuyện muốn nói với anh ạ. Anh Huy! Anh ra đây! Anh đâu rồi? Dậy rồi hả con? Mẹ nghe Tân nói mẹ vui quá. Chúc mừng hai con nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Này. Dạ. Giờ trở đi, muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ, mẹ nấu cho. Dạ thôi mẹ ạ, mẹ không phải nấu nướng gì đâu. Con ốm, con nghén lắm, con cũng không muốn ăn ấy. Thì chịu khó ra đây, ăn ít hoa quả cho có vitamin C nhá. Ôi thôi. Này, ăn đi con. Thôi mẹ ơi, con buồn nôn lắm, thôi mẹ ăn. Mẹ ăn hộ con nhá. Chịu khó vào. Con nghén lắm, con cứ ghê cổ ăn vào là con buồn nôn ấy. Thôi mẹ ăn cho con nhá. Mẹ à, ôi trời, con bị ốm nghén, mệt lắm. Con muốn mẹ lên đây ở để chăm con ý. Nhưng mà nhà bé như cái lỗ mũi như này thì biết ở đâu. Ôi, nào, thẳng lưng lên. Như chị mọi khi xem nào. Tự tin lên. Tự tin mà, có gì mà không tự tin. Thôi đi bà, trông run lắm. Mà này, nếu mà thật sự chị để thích anh Huy ấy, thì hãy thành thật với cảm xúc của chính mình. Cho hai người một cơ hội. Mà hai người gặp nhau định nói gì đấy? Đi nhá. Đến giờ rồi. Gì đấy? Sao? Phải là chính mình.